Hoàng Nguyễn A Sơ xin chào tất cả các anh em, những người yêu đồ lính và những người yêu đồ da cũng như là dòng thời trang số 1 thế giới, và những chiếc đồng hồ cũng như là những dòng giày và những chiếc thắt lưng. Hôm nay thì em Hoàng sẽ lên hai chiếc Pilot của quân đội Mỹ cấp phát. Chiếc đầu tiên nó là một trong những chiếc có thể nói rằng là nó được cấp phát ra năm 1993 nha anh em nhé. Đây, chiếc này thì nó còn khá mới, 99%, và nó có một bộ bò thì còn ổn, rất ổn, và nó là bản mùa đông nhé em Hoàng. Tất cả thì thường là với những cái dòng mà đặc biệt đẹp thì thường là em Hoàng chỉ có những cái bản mùa đông mang về với anh em nhé. Nó là một trong những cái dòng có thể nói rằng là nó được ra đời năm 93, cho nên chính vì thế nó là cận hiện đại, cho nên chính vì điều đó thì cái top ngoài và cái top ở bên trong ba lớp này thì nó sẽ rất là mới nhá, chúng ta có thể mặc rất là nhẹ nhàng, cho nên chính vì điều đó thì anh em cứ yên tâm nhé. Đây, em cho anh em xem cái mác của nó nhé. Từ năm 93 thì nó sẽ vào trong rồi. Đây anh em, 1993 nhá, và em sẽ đọc cái số cân của nó nhé. Cái mã của chiếc này là 631, năm 1993 nó còn 99%, vai 51, lưng 66 và tay 64, 60 cho đến 75 cân đều có thể mặc được chiếc này. Và cái chiếc này thì nó là cận hiện đại, cho nên chính vì thế giá của nó là giá hợp lý, 7,6 triệu nhé, bản mùa đông. Em phát thử cho anh em xem. Em 72 cân thì anh em có thể 75 cân cũng có thể vụt được chiếc này. Đây, với cái chiều cao thì của em 1m72 thì cái này anh em 1m75 cũng có thể mặc được, và từ 1m6 cho 1m75 là anh em có thể đều chiến được chiếc này nhá. Nó rất nặng đấy, nó cũng tầm 1 cân đấy chứ không phải nhẹ đâu nhá. Và đây, một chiếc Pilot tàu hạm 1986. Chiếc này được ra đời năm 1986, cũng là bản mùa đông nhá. Thì hai thằng nó nặng xêm xêm nhau. Và chiếc tàu hạm này em khoác thử cho anh em xem nhé, bản mùa đông trần trắng. Chiếc này cũng là một trong những chiếc có thể nói rằng là dòng cao cấp của Bộ Quốc phòng nhé. Chiếc này được cấp phát cho Bộ Quốc phòng riêng của những người phục vụ cho Bộ Quốc phòng, cho nên là họ sẽ có DLA 100 và 2 số 0, cho nên chính vì điều đó là nó bản riêng dành cho Bộ Quốc phòng nha anh em nhé. Đây, và bản 3 lớp, và trong này được làm trần bằng lớp cừu. Và chiếc này nó còn 98%, nói chung là rất ổn. Em để ý là cái bo này trước này, cái cổ này tiếp theo này. Và một trong những cái dòng bo thì bao giờ chiếc áo nó có đẹp thì bộ bo nó phải được quyết định đầu tiên. Và bộ cửa khóa nhá, nó không teo tét, và thân hình nó sẽ không bị vấy bẩn. Thì đó là một chiếc áo có thể nói rằng nó thể cũ 95 hay 94%, nhưng những điểm đó nó không bị hỏng nát thì chắc chắn thì nó mới là một chiếc áo thì nó mới thành đẹp. Còn nó trên 95% giờ đi thì chắc chắn thì nó là tuyệt vời rồi. Chiếc này nó còn 97 và 98% với một chiếc tàu hạm rất đẹp, xanh ngô linh. Và bây giờ em đọc cái số cân của nó nhé. Em Hoàng nói rồi, em Hoàng chỉ có tuyển chọn dòng đẹp, đến với em Hoàng là đến với đồ đẹp. Mã của chiếc này là 566, vai 50, lưng 66 và tay 62, 70 cho đến 75 cân, và từ 60 cho đến 75 cân, cao 1m6 cho đến 1m75, còn 98%, chiếc này có giá 9,5 triệu nha anh em nhé. Đến với em Hoàng là đến với những sản phẩm đẹp, đến với em Hoàng là đến những sản phẩm độc, và chắc chắn đợt tới này em sẽ lên một chiếc áo da, để nói một trong những dòng áo da đình đám từ Thế chiến thứ nhất em sẽ mang về để phục vụ anh em. Và hôm nay em cũng nói luôn, với chất liệu áo da mà khi em Hoàng đưa lên thì chắc chắn nó là một trong những cái dòng da đặc biệt. Nếu như anh em muốn biết nó là dòng da đặc biệt gì khi em lên chiếc áo đó thì anh em hãy gọi điện cho em sẽ nói về chất liệu da của chiếc áo đó nhé. Và chiếc áo đó nó sẽ là dòng rất đắt nha anh em nhé. Hôm nay thì em Hoàng chỉ có hai sản phẩm đưa lên, anh em nào mà cảm thấy ưng được mã nào thì hãy alo cho em Hoàng nhé. Em Hoàng chúc em một ngày mới an lành và hạnh phúc.